mình rửa tỏi, xong rồi mình lựa mấy cái củ bự mình trồng. Còn mấy củ nhỏ thì mình lột vỏ, xong rồi mình phi á các bạn. Mình để trong, mình phi mình làm dầu tỏi ăn á các bạn, nó thơm á. Còn mấy củ nào mà bé quá lột không được thì mình làm nước, mình để nó khô lại, xong rồi mình làm cái chất mà để trị sâu rầy á các bạn. Ớt tỏi gừng á các bạn. Cho nên là tỏi với mình là công dụng nó nhiều lắm. Củ này củ gì, hộp gì đây không biết. Quăng đại ra đây. Cưng ăn tỏi ha cưng. Cưng muốn ăn tỏi hả? Các bạn mình lựa mấy củ bự này mình trồng nè các bạn. Nhiều củ bự lắm. Củ bự nè các bạn. Mình lựa ra nha các bạn ha. Lựa củ bự ra mình trồng. Củ nhỏ mình ăn ha. Ôi cái củ này nó bự. Nè đó các bạn, mình tét nó ra. Mình lấy củ bự mình trồng ha các bạn. Bự thì trồng, nhỏ thì ăn. Vậy đó các bạn. Rồi mình ngâm cho nó ra rễ ha các bạn ha. Mình ngâm rồi cái mình thấy nó đẩy cái mầm mầm nó lên đó các bạn. Cho nên á mình tách ra như vậy cho các bạn coi nè. Đó, cái mầm của nó nè, cái rễ của nó ra nè các bạn nè. Nó chồi cái mầm của nó lên thì nó bị dính cái bao đó. Thì tại sao mình phải ngâm tỏi để mình trồng? Thì mình thấy vậy nè, ngâm tỏi là để cho cái vỏ tỏi nó bị ướt á các bạn, nó bốc ra cho lẹ, để cái tỏi nó đâm cái mầm lên đó là nó phát triển luôn. Nếu mà mình để nó ở trong cái vỏ tỏi á, thì đợi nó dùng một cái sức để nó bung cái vỏ tỏi lên thì nó lâu. Với lại á, mình người ta trồng là người ta cứ nhét cái tỏi xuống thôi nè các bạn, thấy không, đó nó đâm ra đâm méo qua bên luôn đó, nhìn thấy cưng ha. Đó, thì ta chỉ nhét củ tỏi xuống rồi, rồi từ tưới, rồi từ từ nó tự đâm, nó muốn làm gì làm thành cái tỏi thôi. Còn mình á, thì mình muốn cho các bạn thấy rằng là cái ngầm mầm tỏi nó đâm lên như thế nào ở trong cái củ, trong cái tép tỏi này, rồi rễ nó mọc làm sao, cho nên mình mới làm vậy cho các bạn coi á. Thì các bạn đừng làm giống mình cũng được nữa, tại vì mình làm mình cho các bạn coi tỉ mỉ vậy mà các bạn nhét xuống là nó cũng lên thôi. Nhưng mà mình thấy vậy nè, nếu mà các bạn ở tiểu bang lạnh á, các bạn có thể trồng tỏi vào mùa đông, nó vẫn lớn. Mùa đông nó lạnh nằm đó các bạn, nhưng mà nó cũng lớn từ từ chậm. Thì đến mùa hè á, là mình có tỏi mình thu hoạch đó. Thì cái lợi dụng cái mùa xuân nắng vừa lên là nó cũng phát triển á các bạn, cho nên nó sẽ nhanh hơn. Còn như trường hợp các bạn không trồng được mùa thu á, thì các bạn trồng mùa xuân ha các bạn ha, không sao không hết á. Bây giờ các bạn trồng tỏi với mình ha. Thì mình làm đất xong rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi xuống. Đất này thì mình đã làm rồi các bạn nha. Đây là cái thau tỏi mà mình đã ngâm nè các bạn. Các bạn biết sao lại mình ngâm không? Mình ngâm để mình nghiên cứu. Tại tính của mình á, thì nó cũng hơi bị lì lợm á. Ở đây á, thì người ta trồng người ta nhét củ tỏi xuống thôi. Còn mình á, thì mình muốn ngâm thử coi nó ra như thế nào. Các bạn biết không, củ tỏi có khi á, nó chưa có mọc rễ nữa mà nó đã cho mình cái ngòi ra này ha. Rồi cái ngòi dài đến cỡ này luôn mà cái lá xanh nó chưa ra luôn các bạn.
Rồi đến bây giờ thì cái lá xanh nó mới ra nè các bạn coi nè, thấy không? Đó thì mình mỗi ngày mình đều thay nước. Tại vì không thay nước nó sẽ hôi các bạn. Có những củ này là nó không có ra, nhưng mà không sao hết á, từ từ nó cũng sẽ ra thôi. Tại vì giờ mình bỏ cái trước cái sau á các bạn. Đó. Thì tôi tính của mình thì mình thích nghiên cứu cho nên là mình ngâm. Nè, ngâm ra rễ thấy ghét không các bạn nè. À, nhú rễ thấy ghét ha. Mấy cái này thì nó râm sớm lắm, nó mạnh lắm rồi, tại vì nó khô quá á, các bạn. Đó, có những cái thì nó cũng còn tươi do mình mới thu hoạch đó các bạn. Nó chưa có mọc rễ. Nhưng mà trước sau gì nó cũng sẽ mọc rồi các bạn ơi, nó hơi lâu một chút thôi nè, nó cũng nhú nhú rễ rồi nè. Đó, mấy cái này là nó nhú nhú rễ rồi nè. Đó. Thì do mình thu hoạch nó sớm như muộn á các bạn. Mình thì có cái thu hoạch sớm, có cái thu hoạch muộn, cho nên nó những cái sớm thì mình thấy nó ra rất là khỏe nè các bạn nè, tức là nó bị khô rồi á này kia đó, cho nên nó là nó ra ngon á. Bây giờ các bạn biết không, trồng dễ lắm, không có khó. Các bạn cứ nhét nó xuống thôi. Hạn vậy nè. Đó, các bạn chỉ nhét xuống thôi. Thì tùy theo. Như mình thì mình sẽ nhét cỡ 10 cm một củ. Tại vì năm ngoái mình cũng trồng kiểu đó đó. Củ tỏi nó ra nó cũng bự, đẹp. Với lại mình trồng được nhiều củ, còn nếu trồng thưa quá thì sẽ không có nhiều. Đó, rồi các bạn biết không, mình không cần chôn sâu nó đâu các bạn. Mình chôn nó nửa củ cũng được nữa. Các bạn biết không, mình chôn nửa củ vậy đó, khi mà cái rễ nó ra mạnh á, nó lôi cái củ tỏi xuống rồi các bạn. Các bạn làm thử đi, thích lắm. Đừng có sợ. Đừng có sợ là nó tróc gốc nó, không có đâu các bạn. Khi nó có rễ rồi á là nó lôi xuống. Sao lôi cái củ tỏi xuống ngộ lắm các bạn. Mình cách 10 cm là để mình làm cỏ cho nó dễ các bạn. Lỡ như có cỏ mình thò tay vô mình làm cho nó dễ á. Đất này thì lúc trước mình thả đồ ăn vô đây cho gà nó vô đây nó ăn. Rồi xong mình hốt phân gà mình thả vô đây luôn. Nói chung là mình ủ cũng lâu rồi đó, cho nên là nó có đủ chất dinh dưỡng rồi đó. Ngày mai chỗ mình nó mưa, cho nên giờ mình làm vậy là mình để vậy luôn á, mình không có cần tưới tắm gì á. Cái củ này chỉ có rễ mà chưa có mọc nè. Kệ nó, từ từ nó cũng lên hết rồi các bạn ơi. Mình thấy bạn của mình á, là cứ để tỏi xuống thì bạn đó để sớm hơn mình. Nay tỏi của bạn nó lên rồi, còn mình giờ mình mới trồng mà. Không sao, trước sau gì cũng tới La Mã thôi mà. Thì hãy ra tới trước thì mình thu hoạch trước. Còn tới sau thì mình thu hoạch sau. Đó, vậy đó các bạn. Hồi năm, có một năm mình chơi kiểu này nè. Mình lấy có nửa củ rồi mình ăn nửa củ các bạn. Mình nửa tép chứ, mình trồng có nửa tép thôi. Mình lấy nửa tép mình ăn, nửa tép mình ngâm cho ra rễ mình trồng. Cũng lên bình thường các bạn đó. Nói chung là vậy đó các bạn. Mà mình thấy vậy nè, cái củ tỏi người ta bán cho mình đó các bạn, sao nó không có bông? Tại vì khi có bông á là chính giữa lọ củ tỏi nó sẽ cứng. Còn cái củ tỏi mình trồng á, có cái nó có bông á, rồi mình bẻ cái bông đó mình ăn á, cái ngồng tỏi á, thì khi mà mình thu hoạch á thì mình thấy cái củ tỏi chính giữa nó cứng cứng. Đó là do cái cây cái ngồng tỏi á các bạn. Mà sao mình thấy người ta trồng không có bông hay quá ha. Nếu mà trồng không bông thì ok.
rồi còn lại cái này là nó có rễ mà nó không có ngọng, rồi nó có ngọng mà nó chưa có rễ, mình cũng cắm xuống từ từ nó ra rễ rồi nó cũng sẽ lôi xuống à các bạn. Tại vì mình thích nhìn cái rễ nó ra tới đâu. Với lại các bạn biết không, mình ngâm trong nước như vậy á, nó không có thúi đâu nha các bạn. Ở ngày nào mình cũng hay nước hết á, cho nên không sao á. Đó là chỉ cứ ịn vậy thôi đó các bạn, ịn vậy thôi, không cần đào lỗ đào gì hết, chỉ gá vậy thôi là nó khi nó mọc rễ ra là nó lôi cái củ tỏi xuống à. Mà mình cũng đọc nhiều tài liệu, nhiều người lớn tuổi người ta trồng tỏi kinh nghiệm á, người ta nói là trồng nửa tỏi tép như nè các bạn là củ nó bự lắm, cho củ bự. Năm ngoái mình trồng kiểu đó đó, cho nên mình thấy được. Năm nay mình bắt trước. Các bạn thấy đã không? Dễ ha. Rồi, đây là cái video về trồng tỏi của mình. Mình xin chia sẻ đến các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn sang năm. Mình thu hoạch tỏi, mình sẽ cho các bạn coi tiếp ha các bạn ha. Đó, chỉ cắm xuống vậy thôi. Các bạn thấy dễ không? Dễ ha. Sau khi trồng tỏi, mưa xong rồi cái gặp tuyết các bạn. Tuyết nó rớt xuống vườn nhà mình nè. Hiện giờ vườn nhà mình không còn gì hết á, chỉ còn có mấy bụi kiệu này thôi nè các bạn. Các bạn thấy mấy cây kiệu của mình bị tuyết đè thấy thương không nè, đẹp không nè, các bạn thấy ngộ không? Kiệu thì nó cũng chịu lạnh rất là hay, chịu tuyết rất là hay. Nói chung là ở chỗ mình á thì tỏi, kiệu, hành, cần tây, cần tàu á các bạn, dâu là chịu lạnh tuyệt vời luôn, với củ dền nữa các bạn. Đó, mình thấy như vậy đó. Cho nên mình ra đây mình quay mấy cây kiệu cho các bạn coi nè. Mấy cây kiệu của mình trồng hôm nay nó bị tuyết đè như vậy nè. Thương không nè các bạn. Các bạn coi nè, tuyết rơi nhìn đẹp không các bạn? Đây là cái khúc đằng sau chỗ mình trồng trọt á, nó còn cỏ blackberry nhiều lắm. Mình chưa có làm hết cỏ nên mình chưa trồng trọt gì hết á. Thấy tuyết đẹp quá, mình quay cho các bạn xem đó. Bây giờ mình ra vườn, mình sẽ hái mấy bụi dâu tây mà mình để từ hồi hè các bạn. Mình cho nó bò ở dưới đất như vậy đó, tại vì có người em dặn cây giống á, dâu tây á, rồi thành thử ra mình thấy nó rớt dưới đất thôi mình để cho nó bò lũ khủ luôn đi. Rồi bây giờ người em biểu mình gửi, tại vì em không qua lấy cho nên mình sẽ gửi đường bưu điện. Bây giờ các bạn thấy kia dâu tây á, thấy gì dâu giống như mình he à. Đó, mình phủi lớp tuyết lên thì lộ ra những cây dâu nè các bạn. Nó mọc rễ dữ lắm các bạn ơi, nó đưa cái vòi ra là nó cắm xuống thành cái bụi mới, cho nên là mình cứ để nó tùm lum ở trong vườn mình vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhổ hết luôn để mình gửi cho em. Các bạn biết sao, mùa này á thì bên mình nó có tuyết này nè, là cái trên đường đi á cây dâu của mình nó bị lạnh á, nó không có hư. Chứ mùa nắng á, mà mình gửi đi thì dâu nó đi qua bên tới Cali là nó sẽ bị hầm hơi á các bạn, nó sẽ hư. Nhưng mà không biết làm sao nữa, mình thấy dâu tây ở chỗ mình á nó mạnh mẽ lắm các bạn. Tuyết đè vậy nó đâu có chết đâu các bạn, nó khỏe re hà, hết tuyết tan rồi nó sống lại à. Cho nên á mình nhổ cho em trồng. Lần trước mình trồng cho em trồng rồi, em ghiền lắm, em thấy thích ăn dâu tự trồng á, cho nên là em trồng. Mà bên mình trồng mình thấy nó nhảy con dữ lắm, mình phải nhắc mình bỏ bớt đi. Còn em bên đó em nhân giống nó không ra, nó không biết tại sao, chắc là khí hậu không được nóng như, không được lạnh như bên mình đó ha.
bên mình rất lạnh, cho nên có lẽ vậy, nó hợp với cái khí hậu bên mình hay sao á. Mình nói nó như cỏ vậy á, nó rớt ra là nó mọc, nó đụng đất là nó thành cây thôi. Còn em bên đó em để cho cái vòi nó ra thành cây mà nó không được nhiều. Cho nên em dặn mình á là có bỏ thì cho em xin. Cho nên mình giờ mình sẵn rồi, mình gửi xu, gửi đồ thì mình nhét vô luôn cho nó đầy cái thùng á. Gửi đi cho nó đỡ tốn tiền phí. Được như đây nè. Bây giờ mình đi qua cái chỗ vườn dâu của mình bên này, mình trồng ở trên mấy cái thùng nè. Bây giờ mình sẽ đổ bớt ra để mình gửi đi luôn chứ nhiều quá. Mình vừa nhiều quá, nó rẻ dữ lắm cho nên là mình không có cần giữ lại đâu. Còn đây là mấy chậu li li của mình á, mình để cái gốc lại vậy đó, rồi bây giờ tuyết đè xuống rồi nó rụi rồi đó, nhưng mà mùa xuân là nó mọc lên lại rồi các bạn. Li li nó dễ thương vậy đó. Còn đây là cái hộp mà mình đựng chứa ra cây, dạng như mình tỉa cành cây này kia là mình làm cỏ rồi mình đổ vô đây nè các bạn. Mình ủ lại thì tuyết đè như vậy nè các bạn, rồi cái nó bị phô sần á, khi mà nắng lên cái là nó rã ra nhanh lắm, nó biến thành chất dinh dưỡng để nuôi cây đó. Rồi cái tới mùa xuân cái mình cho thêm đất vô để mình trồng đồ à, nó dễ lắm các bạn. Đó, cho nên là mình thấy chỗ mình trồng đồ là mình ít dùng phân bón lắm, mình toàn là làm bằng cây đất vậy thôi đó các bạn. Rồi mình tưới nước thôi à, mình trồng vậy á các bạn ơi, nó không tốt bằng người ta thiệt, nhưng mà nó sạch sẽ, nó không có dư lượng hóa chất hay các bạn ha. Nó mình thích trồng ở cái xứ mình vậy á, mình được cái mùa này nè, mùa này là để mình ủ phân nè các bạn. Đó, bao nhiêu cây cỏ nằm trong đây là bắt đầu nó rụt từ từ do lạnh, quá lạnh đó các bạn. Thì mấy cái lá cây nó mau mục lắm, cho nên á mình thích ghê vậy đó. Hết mấy cái chậu này ra mình gửi dâu đi, rồi mấy cái chậu này á mình sẽ trồng bông, sau năm mình sẽ trồng bông vô những cái chậu này, chứ mình không trồng dâu vô chậu này nữa. Tại vì cái chậu này trồng dâu thì nó đưa cái trái ra nhìn đẹp thiệt, nhưng mà thật sự là một mùa là đất nó bị ăn hết rồi các bạn. Coi rễ dâu đó, nó ăn hết cái đất rồi, lòi rễ ra quá chừng luôn á đó. Rồi mình sang năm lại phải thay đất nữa. Thôi giờ không trồng dâu này nữa đâu, mình trồng đủ ăn thôi, trồng nhiều quá không ăn hết cũng vậy. Ghê, con sóc ăn phụ mình cũng vậy. Mình trồng vừa vừa để mình chăm, rồi còn lại cái chậu đó mình trồng bông cho nó đẹp hay các bạn ha. Lạnh không các bạn? Các bạn biết không, mình quen rồi. Lúc mình mới đến cái tiểu bang này ở, mình cũng lạnh lắm, nhưng mà bây giờ thì mình cũng quen rồi, mặc áo ấm rồi này kia vô là mình chịu nổi hả, mình làm được. Với lại làm vậy nè, nó cũng vận động đó các bạn, người mình không có lạnh, cái tay nó có lạnh thiệt, nhưng mà không sao đâu, vì mình ráng mình làm cho nó xong đi, rồi vô mình ôm lò lửa ôm lò lửa nó ấm lại à các bạn. Cũng được nhiều nhiều rồi nè, thôi mình ráng làm như đây hết nữa đi rồi mình nghỉ. Em chắc cũng được mấy chục gốc nữa đó. Đây, được nhiêu đây nè các bạn ơi. Hôm nay tiết tan hết rồi, mình ra mình cho các bạn coi mấy cây tỏi của mình ha. Mấy cây tỏi của mình á, vì lạnh á các bạn, cho nên nó nổi màu tím lên vậy đó các bạn. Chứ lúc mình trồng là nó màu trắng, các bạn thấy đúng không? Đó, mình quay như vậy cho các bạn biết rằng là tỏi chịu lạnh được ha. Tỏi sống được qua mùa đông, dù tuyết cỡ nào nó cũng không chết đâu các bạn. Cái tuần vừa rồi là bên mình bị tuyết đó các bạn, bây giờ nó mới được tan nè. Tuần này mưa thứ tư lần sau nó lại tuyết lại. Đó, mình chia sẻ cho các bạn biết là trồng tỏi vào mùa đông tuyết vẫn được ha các bạn ha. Rồi, mình tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn trong video sau. Nhớ subscribe kênh của mình, coi tỏi của mình sang năm cũ có nhiều không nha các bạn. Hôm nay á các bạn, bên mình rất là lạnh luôn, hạt tuyết rớt xuống là nó bị đông đá luôn các bạn. Nó tròn tròn như là hạt cát luôn, nó không tan các bạn ơi. Mình ra mình thăm mấy cây tỏi của mình nè các bạn.
nhưng mà không sao đâu, hết tuyết rồi hết lạnh là nó sẽ bình thường lại thôi.